Đảng ủy xã Hòa Bắc huyện Hòa Vang tổ chức kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2021, để ôn lại truyền thống đấu tranh giải phóng dân tộc, khẳng định sức sống của Đảng trong mối liên hệ mật thiết máu thịt với nhân dân, khẳng định niềm tin của nhân dân với Đảng và công cuộc đổi mới đất nước. Dịp này, Đảng ủy xã Hòa Bắc còn tổ chức tặng quà tri ân sự hy sinh phương máu của mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Bé, tặng quà cho 10 đảng viên trên 40 tuổi đảng đang sinh hoạt tại 12 chi bộ trực thuộc và tổ chức học tập quán triệt nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố